Hello cả nhà, hôm nay mình cùng các bạn đi ăn ở nhà hàng có món bò nướng trên cục đá ở vùng Greybrook, Melbourne. Theo lời giới thiệu của người quen, ở đây có món bò nướng trên cục đá rất ngon. Nhà hàng nằm ở phía tây Melbourne, từ nhà mình đến nhà hàng cũng rất gần. Xe đang chạy trên đường Barrago Greybrook. Còn đây là quang cảnh ở trước nhà hàng, có trồng cây kiểu đẹp, không gian rộng rãi, có bàn ghế để ở phía ngoài, có dù che và lò sưởi cho khách muốn ngồi ăn ở ngoài. Mình vào bên trong nhà hàng, không gian rất ấm cúng, thoải mái. Món bò nướng trên lò nướng đá có bò, nấm giá, khoai tây chiên và sốt. Món này rất ngon. Thank you.
Ở bên ngoài có nhiều bàn ghế để cho khách ngồi, ngắm nhìn không gian thoải mái. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Hẹn lại video sau. Bye bye.